bị giam cầm trăm vạn năm, đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới chấp 335. Công tử, đây chính là linh căn ngũ hành, nó đã khô héo thì lâu. Trên thực tế, cho dù là lúc linh căn ngũ hành này còn tươi, cũng chưa từng bộc lộ điểm thần kỳ ở Chấn Thiên Tông ta. Không sao, các ngươi tặng cho ta là được. Nếu đã như vậy, công tử cứ lấy đi. Tinh. Lục Trầm. Ngươi tiếp theo có dự định gì? Tới vực phía Nam. Vực phía Nam. Vực phía Nam là một trong bốn thiên vực trung tâm, giới tu hành ở đó còn phồn thịnh hơn chủ vực Đông Nam. Chỉ có điều dạo này ở đó không thái bình. Công tử, ta nghe nói ở vực phía Nam các môn phái không phân tán như các chủ vực khác, thực lực cân bằng. Vực phía Nam có một thế lực thống nhất tên là Thiên Hạ Quy Nhất Minh, khống chế toàn bộ vực phía Nam, hơn nữa có xu thế mở rộng ra bên ngoài. Thiên Hạ Quy Nhất Minh ư? Hy vọng không phải là những thằng hề đó. Lục công tử đi đường thuận buồm xuôi gió, Chấn Thiên Tông ta ở chủ vực Đông Nam nhất định sẽ nghe lệnh của Linh Khê Tông. Thành Bạch Đế. Thật khí phách, sau khi Thành Bạch Đế khôi phục, đạo vận lưu chuyển, không ngờ lại khí phách như này. Trưởng môn. Trưởng môn sư huynh, trưởng môn. Bây giờ Thành Bạch Đế sao rồi? Trưởng môn sư huynh, để ta nói cho huynh. Tòa Thành Bạch Đế này quá huyền diệu, không chỉ có linh khí nồng đậm hơn bên ngoài gấp trăm lần, còn có kho tàng dự trữ phong phú. Có đủ các loại điển tịch, công pháp, đan dược. Bây giờ tu vi của đệ tử Linh Khê Tông tiến bộ vượt bậc, đột phá rất nhanh, có một số người đã bắt đầu xung kích bán vương cảnh rồi. Không chỉ có vậy, Thành Bạch Đế của bây giờ là thánh địa tu hành của chủ vực Đông Nam, ngày nào cũng có rất nhiều tu sĩ tới gia nhập Linh Khê Tông. Có điều, dựa theo phân phó của trưởng môn, Linh Khê Tông thu nhận đệ tử chú trọng chất lượng chứ không chú trọng số lượng. Có đạo cô tử tiền bối kiểm soát chặt chẽ. Rất tốt. Nhật Nguyệt Thần Triều và Hạn Hải Tông thì sao? Hai thế lực từ sau khi bị đánh sợ ở lần trước thì không có động tĩnh gì nữa. Tuy hành động lần trước của hai thế lực này bị thất bại, nhưng sợ rằng bọn họ sẽ không chết tâm. Trận phòng phòng ngự của Thành Bạch Đế phải mở mọi lúc. Trưởng môn, bây giờ Thành Bạch Đế có một vấn đề cấp bách cần giải quyết. Không đủ năng lượng duy trì Thành Bạch Đế à? Trưởng môn liệu sự như thần, tuy Thành Bạch Đế đã khôi phục như trước kia nhưng thiên địa ở đây đã thay đổi, nguồn năng lượng trước kia đã cạn kiệt. Hiện giờ căn bản không đủ năng lượng duy trì trận pháp phòng ngự của Thành Bạch Đế. Lần này ta quay lại là để giải quyết vấn đề này. Một lát sau, tế đàn của Thành Bạch Đế. Không biết trưởng môn sư huynh giải quyết vấn đề năng lượng của Thành Bạch Đế thế nào? Ta thật sự không nghĩ ra. Năng lượng cần dùng để vận chuyển Thành Bạch Đế vô cùng lớn, ta nghĩ không ra có thể từ đâu điều động được năng lượng khổng lồ như vậy. Đây là linh căn ngũ hành. Linh căn ngũ hành là cái gì? Linh căn ngũ hành là linh vật do thiên địa tự sinh ra, bẩm sinh đã có thể hấp thụ lực lượng ngũ hành. Trên thế gian tổng cộng chỉ sinh ra 3 linh căn ngũ hành. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.